Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây là Vương Tử. Và ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một bí quyết làm YouTube của mình, cũng như là một cái kiến thức cơ bản mà tất cả mọi người làm YouTube đều phải biết. Đó chính là cách mà chúng ta ghép nhạc lên kênh YouTube của chúng ta, ghép nhạc vào những cái clip, video của chúng ta, làm sao để cho được sự thu hút nhất, được mọi người yêu thích nhất, và cũng là để chúng ta không bị dính cái bản quyền mà YouTube đánh vào. Thì làm được điều đó mình phải làm thế nào? Thì hôm nay mình xin hướng dẫn cụ thể với tất cả các bạn. Đó, ok. Thì đầu tiên là mình sẽ vào kênh YouTube của mình. Thì ở đây các bạn có thấy là mình hiện nay mình đã up lên cũng rất là nhiều clip rồi. Và các bạn có thể để ý là ở đây có những kênh YouTube của mình nó cái hạn chế là không có và bật kiếm tiền thoải mái. Và tại sao lại nó ghi không có? Tuy nhiên không có ở đây tức nghĩa là mình không vi phạm một cái lỗi nào của YouTube cả. Thứ nhất là về âm nhạc này, về hình ảnh này, về âm thanh, tất cả mọi thứ là của mình tự sản xuất ra, bởi vì mình là người làm content, làm nội dung, đúng không? Nội dung thì mình có thể làm đa dạng tất cả những cái nội dung, ví dụ như là chơi game, ví dụ như ở đây là mình có đá bét này. Đó thì mình có thể xem cho. Thì cái đá bét này cũng rất là nguy hiểm nhá. Nếu như các bạn mà để cái âm thanh của game ấy vào trong gọi là âm thanh của game mà vào trong gọi là, để mình sẽ giảm mic một chút. Đây, mình sẽ bật mic với desktop. Ok. Đó, thì đây là âm thanh chơi game này. Mình live stream game. Đó, đây là nhạc quảng cáo đúng không? Đó, thỉnh thoảng là trên cái kênh YouTube của mình thì đã được bật kiếm tiền và sẽ có những cái đoạn quảng cáo xuất hiện trên kênh YouTube của mình. Đó, thì luật của YouTube mới ấy, thì theo mình được biết thì sẽ có một số kênh chưa được bật kiếm tiền nhưng cũng sẽ được đặt quảng cáo. Thì đó sẽ là do cái chính sách của những cái quảng cáo này, họ sẽ thấy những cái kênh nào họ phù hợp thì họ sẽ đặt trên những cái kênh YouTube đó. Để quay lại chủ đề của chúng ta là về ghép nhạc, thì ở đây là mình muốn lưu ý tất cả các bạn là ở đây sẽ có một số clip các bạn cần phải lưu ý cực kỳ, những clip về phim, đúng không? Hoặc những cái clip mà bạn lấy trên những nền tảng khác, ví dụ như các bạn làm về re-up thì bắt buộc là bạn phải thay đổi rất nhiều thông tin này, cũng như là thay đổi là nhạc trong những cái clip mà các bạn re-up lên này. Bạn ví dụ như những cái nhạc đó, ví dụ như bạn lên lấy trên nền tảng TikTok thì chắc chắn là những cái đoạn nhạc trên TikTok đó nó sẽ bị vi phạm bản quyền chính sách của YouTube. Thì bắt buộc nếu như bạn muốn sử dụng những cái clip đó của những cái ứng dụng khác, hoặc là các bạn thể dùng những cái clip ở trên các phần mềm khác, thì bắt buộc các bạn phải thay đổi cái đoạn nhạc làm sao để không bị dính cái bản quyền. Đó là cái vấn đề về re-up. Còn về làm content, làm nội dung thì cái nhạc trên YouTube nó một cái yếu tố rất là quan trọng. Tại sao hôm nay mình lại nói với bạn về cái clip này? Nó rất là đơn giản và hầu như là ai làm YouTube chúng ta đều biết. Nhưng có những cái bạn mà mới làm, hoặc những cái bạn mà họ không quá đam mê, quá am hiểu về YouTube, thì chắc chắn các bạn sẽ không biết điều này. Thì các bạn có thể xem qua kênh của mình này, thì có những cái kênh của mình đúng không, nó sẽ không đủ điều kiện để được bật kiếm tiền. Ví dụ như cái clip này là một clip TikTok mà mình mục đích mình up lên bởi vì là mình làm quay từ TikTok mình chuyển sang mình up lên thôi, và mình cũng không quan trọng cái vấn đề là kiếm tiền. Thì ở đây nó đang bảo là nó đang có cái lỗi là hạn chế là những video sử dụng nhạc trong ứng dụng YouTube thì sẽ không thể kiếm tiền. Tức nghĩa là cái này là cái nhạc của gọi là bây giờ YouTube nó đang giống TikTok, nó đang cho mình quay cái đoạn 30 giây. Quay ngắn 30 giây giống hệt TikTok luôn, và nó đang cảnh báo mình là ví dụ như mình sử dụng nhạc trong cái kho của YouTube, chính của YouTube, nhưng nó lại không cho mình kiếm tiền. Thì đây là một cái lưu ý này. Cái thứ hai ấy là ví dụ như cái clip này cũng bị khiếu nại về bản quyền này, thì mình sẽ ấn vào xem chi tiết này. Cái clip này là mình đang làm một cái clip gọi là review một cái đoạn clip trên YouTube mà của người khác, người ta làm rồi, và mình review lại, mình nhận xét, mình đưa ra những cái lời bình luận. Thì ở đây là mình đang bị cái lỗi là về âm thanh, đúng không? Video không được kiếm tiền, chính sách của các quốc gia là những quốc gia này không bị kiếm tiền. Và cái này thì mình sẽ không bị đánh gậy, mà đơn giản là mình sẽ bị gọi là bị cảnh báo là không được kiếm tiền, bởi vì cái doanh thu của quảng cáo, nếu như clip này mà đông người xem, nhiều view thì chắc chắn sẽ kiếm tiền. Thì cái kiếm tiền nó sẽ thuộc vào cái người mà cái đoạn nhạc này thì sẽ được nhận tiền, còn mình thì sẽ không được. Đó, thì vì thế nên là cái mục âm thanh ở đây nó rất là quan trọng. Với những cái bạn mà không để ý âm thanh mà các bạn lấy từ những clip có sẵn, hoặc những cái clip mà có nhạc bị dính bản quyền, chắc chắn là các bạn không thể nào bật kiếm tiền được. Vì thế nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để mình lách được cái việc mà bị dính cái bản quyền với âm nhạc.
Thì đó, thì để đến với cái này thì mình đã lên YouTube và mình search một cách gọi là cách hướng dẫn áp nhạc lên YouTube không lo vi phạm bản quyền, thì các bạn có thể lên những cái website hoặc là lên một số những cái YouTuber họ đã review, họ đã từng hướng dẫn, thì mình có thể tìm hiểu kỹ hơn. Thì đây chính là lý do này, đó chính là lý do thì rất nhiều đơn giản thôi. Thì là nạt của YouTube ấy thì nó sẽ chia làm 3 dạng, nó miễn phí hoặc không vi phạm bản quyền này, có vi phạm bản quyền nhưng được dùng, và có vi phạm bản quyền và không được dùng. Đó, thì cái này thì là cái thông tin, thì là để chắc chắn để các bạn không bị dính ấy, thì các bạn phải lên trên Google, các bạn tìm những cái nguồn và những cái gọi là mà YouTube được cấp phép cho phép. Thì ví dụ như là mình phải tự sáng tác nhạc này, nó là một cách rất là hay, nhưng mà thật sự là trong chúng ta thì không phải ai cũng tự sáng tác nhạc, đúng không? Chỉ có những nhạc sĩ hoặc những cái người mà cái sáng tác nhạc đấy chúng ta phải đăng ký bản quyền của YouTube, đúng không? Bởi vì chỉ đơn giản, ví dụ như một cái đoạn nhạc chúng ta sáng tác mà cái đoạn nhạc trong đấy chúng ta bị trùng với một cái đoạn nhạc bất kỳ ngẫu nhiên mà chúng ta không biết được của một ca khúc nào đó, của một bài hát nào đó, thì chúng ta ngẫu nhiên chúng ta đã bị tự chúng ta bị dính bản quyền rồi, đúng không? Và ngoài ra chúng ta có thể lên những cái gọi là những cái phần mềm thứ ba, mình sẽ gọi đây phần mềm thứ ba bởi vì là nó không liên quan đến YouTube, một trong những nhiều cái ứng dụng hoặc những cái nền tảng khác âm nhạc, đúng không? Thì có những cái nền tảng họ sẽ cho phép, gọi là cho phép được sử dụng trên YouTube và chúng ta không bị dính bản quyền. Ví dụ như là mình đã thống kê ở đây, đây chính là 10 nguồn nhạc miễn phí mà chúng ta lấy được này. Ví dụ như là ở Dinosaur này, Ben Sound, Zemdo này, Mobile Grid này, thì nói chung là có rất nhiều, nhưng mà mình chưa dùng, từ lúc mình làm YouTube đến giờ mình chưa bao giờ dùng những cái gọi là những cái trang web này để mình lấy nhạc. Bởi vì tại sao? Bởi vì ở đây nó bảo nó có nhiều trang web và nó sẽ tổng kết được nguồn nhạc miễn phí, nhưng mà chưa chắc chắn là 100% những cái nhạc ở trong những cái kho nền tảng này chắc chắn là miễn phí và chắc chắn là không bị dính bản quyền. Đó, ví dụ như là mình nghĩ là xác suất nó sẽ khoảng tầm 50-60%, 7-70% là tối đa là những cái nhạc đây là khi mình đẩy lên, mình ghép nhạc vào YouTube thì là sẽ không bị dính bản quyền. Nhưng mà ngoài ra còn 30% rất là rủi ro, chúng ta vẫn không thể chắc chắn 100% là những cái kho nhạc này là 100% là chúng ta có thể là bảo vệ và không bị ảnh hưởng bản quyền. Thì cái này thì các bạn hãy tự tìm hiểu, thử lấy nhạc vào đây, thử ghép vào. Mình thì mình chưa thử bao giờ đó, nhưng mà mình nghĩ, mình tin là những cái nguồn nhạc đây, vì nguồn nhạc này cũng không phải là chính thống của YouTube, đúng không? Thì chúng ta không thể chắc chắn 100% mà có bị bản quyền hay không cả. Thì cái đây là cách mà để mình, ở đây kênh của mình tại sao có rất nhiều, mình làm rất nhiều clip và không bị một clip nào, hầu như không bị một clip nào bị dính cái bản quyền, trừ những cái clip mình review này, vì review một cái sản phẩm âm nhạc nào đó của một nghệ sĩ, một ca sĩ nào đó thì chắc chắn là bắt buộc mình phải chịu dính bản quyền rồi. Nhưng mà mình sẽ không bị đánh gậy, bởi vì những cái clip đó thì chúng ta có thể chia sẻ, gọi là có những clip thì nó sẽ là doanh thu sẽ gửi về chủ sở hữu của ca khúc đó, hoặc có thể chia sẻ nguồn doanh thu, thì đó chính là tùy từng cái đoạn nhạc, tùy từng cái nội dung của clip, video, music mà mình nó sẽ được thông báo từ YouTube. Thì có một cách, đó chính là mình sẽ lên trên YouTube Studio. Đây là YouTube Studio Music. Thì để muốn là tìm vào cái kho tàng này ấy, thì các bạn có thể lên Google, bạn search, mình đánh cho mình chữ YouTube B này, Studio Music này. Chết rồi. Ok, đấy, thì bạn có thể lên trên mạng, bạn sẽ search ở YouTube B Studio Music, đúng không? Thì nó sẽ hiện ngay đầu tiên luôn là cái phần gọi là nhạc của YouTube Studio. Thì đây chính là, các bạn nhìn thấy trên màn hình của mình, đó chính là cái thư viện âm thanh của YouTube B Studio. Và ở đây nó có tất cả các loại nhạc, và mỗi cái loại nhạc đây nó sẽ phù hợp với một cái bài nhạc, cùng với cảm xúc, cũng như là cái tâm trạng, cũng như là cái thông điệp bạn muốn truyền đạt đến cho khán giả. Mình sẽ thử kích một cái bài đầu tiên, ví dụ như cái bài nhạc đan, nhạc điện tử Nightline này xem nhé. Đó, thì đây là một cái nhạc về nhạc điện tử gọi truyền cảm hứng. Thì bạn có thể ghép nhạc này trong những cái clip mà nó bạn muốn truyền một cái thông điệp mạnh mẽ đến khán giả, hoặc là những clip nó có thể là nhạc đan, đúng không? Nhạc điện tử thì có thể là một cái style, một cái phong cách mạnh mẽ một chút, một cái sôi động, một cái gì đó tạo ra cái sự hào hứng cho tất cả mọi người. Đó, thì chúng ta sẽ có thể đến được cái bài nhạc thứ hai là Stellar Wing.
một cái nhạc nó trầm trầm một chút, nhạc chậm hơn một chút, tươi sáng một chút. Đó thì đây cái kho tàng của YouTube Studio có rất nhiều loại nhạc để chúng ta thể khai thác được. Ở đây có tận 1.000, có rất nhiều. Đó thì thực ra là mình cũng không chưa thống kê được là hiện nay ở trên YouTube Studio này là hiện nay là có bao nhiêu ca khúc tất cả. Nhưng mà mình nghĩ là nó rất nhiều, và thật sự là mỗi một clip mình có thể dùng đến 3 đến 4, 5, 6 tùy cái độ dài, cũng như là tùy cái cảm xúc, cũng như là cái nội dung clip nó như nào, mình sẽ chọn những cái bài nhạc nó phù hợp với nội dung clip mình muốn truyền tải cho tất cả khán giả. Thì cũng một chút là xin lỗi anh em là bởi vì lúc nãy mình quên mất là không tắt màn hình livestream. Không tắt cái gọi là profile màn hình livestream của mình, nên là nó mình chưa vào được cái phần chính để cho anh em xem. Đó. Thì đây là mình sẽ nói qua một chút lại cái lúc nãy cái thông điệp mình muốn truyền tải lại cho tất cả anh em, đúng không? Thay vì việc mình phải quay lại, thì đây ví dụ như đây clip đá bét của mình này, tại sao mình lại không bị dính bản quyền? Đó, đây là mình được đặt quảng cáo trực tiếp trên kênh YouTube của mình luôn. Mình tắt âm thanh của quảng cáo đi, mình sợ là nó sẽ bị dính bản quyền của âm thanh quảng cáo. Đó thì đây là tại sao mình không bị dính bản quyền, bởi vì là cái đoạn chơi game này của mình nhá, cái âm thanh của cái bét này ấy, mình đã nó mình quay đá bét thì nó do đường truyền mạng nên nó hơi chậm, nó có nhiều lúc nó hơi bị lag một chút. Thì tại sao mình không bị dính bản quyền thì bạn vẫn nghe thấy âm thanh của bét, đúng không? Và khi cái âm thanh của bét hay cái nhạc của bét vang lên thì chắc chắn là bạn sẽ bị dính bản quyền, bởi vì cái này là chủ sở hữu là của bên bét 2021, của bên Konami. Họ đấu thầu tất cả các ca khúc của một cái game nào đó, họ đã đấu thầu thì bắt buộc là mình không được sử dụng. Nếu mình sử dụng là mình sẽ không được cấp phép, và mình sẽ, nếu mà sử dụng nhiều quá ấy, trong những clip ấy, là mình sẽ bị dính bản đánh gậy bản quyền, bởi vì cái này là của toàn thế giới rồi. Đó thì khi mình livestream ở những cái nền tảng như chơi game, bắt buộc các bạn phải tắt những cái âm thanh của game đi. Bạn chỉ có thể để là âm thanh bình luận này, âm thanh nói này, đúng không? Chứ bạn không thể nào sử dụng được âm thanh của game, bởi vì nếu bạn sử dụng âm thanh của game là chắc chắn là bạn sẽ chết. Đó thì đây chính là cách bạn lưu ý. Ngoài ra đấy, để chắc chắn 100% thì bạn nên sử dụng âm thanh trên YouTube Studio. Rồi, chính là cái âm thanh bạn lên Google, bạn search Google Music Studio, YouTube Music Studio là bạn ra được cái này, và bạn hãy chọn nhạc đây và làm sao để bạn chọn nhạc phù hợp nhất. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là chọn nhạc và làm cách nào để gọi là chọn nhạc phù hợp cho những clip của mình. Và trong clip tiếp theo mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn những thao tác đơn giản nhất để tạo ra một clip hoàn chỉnh, chuyên nghiệp mà như mình đang làm, và dùng những cái phần mềm nào đơn giản. Các bạn chỉ cần đơn giản ngồi trước máy tính, hoặc một cái máy tính mà các bạn thể làm tất cả các thao tác, thay vì những clip chuyên nghiệp hay là những clip mà các bạn cần rất nhiều đồ đạc này, dụng cụ thiết bị để quay, thì các bạn thì ngồi làm clip livestream bình thường đơn giản thôi mà các bạn chỉ cần ngồi trước máy tính các bạn thể làm được. Thì đây chính là hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn clip tạo nhạc YouTube hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.